Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy Kiorit. Con máy này là nó là 23cc nha. 23cc nòng 32 ly, tay ga bóp, bình xăng 2 kim, rất thích hợp cho những người trung niên tới lớn tuổi đó. Sức nó thì phát vườn cây ăn trái rất là nhẹ nhàng và thuận lợi, rất là nhẹ nhàng đó các bạn. Tầm nó khoảng trên 4 kg, cỡ khoảng 4 kg rưỡi trở lại. Với tình trạng máy rất là mới cực kỳ luôn, quá đẹp luôn. Tay ga bóp nha các bạn, zin của Kiorit Echo. Đây, để cho mình quay cận cho các bạn khám phá nó nha, rất là đẹp luôn. Chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực, bình xăng lớn đây, bình xăng lớn, nắp xăng kính nha, nắp xăng kính trắng bóc luôn, ngoài cực kỳ luôn. Nó sở hữu một cái bình xăng 2 kim, máy đời mới sở hữu bình xăng 2 kim. Bình xăng 2 kim thì bạn nên biết đó, bình xăng 2 kim này là mình đã có từng giới thiệu các bạn là vua trong các bình xăng, rất là dễ sử dụng và độ bền thì siêu bền luôn. Nắp xăng kính nha, có lỗ thông hơi ở đây nha các bạn, lỗ thông hơi nó lên đây, lỗ thông hơi, bình xăng 2 kim rất là đã luôn. Logo nó đây, Kiorit SRE32326G. Với tình trạng là rất là đẹp. Bạn xem. Socket nó đây. Nối ga đây. Rất là đẹp luôn. Các bạn quan sát nè, kỹ. Các ốc nó mới toàn luôn. Kiorit SRE2326G nguyên bản luôn. Rất là đẹp luôn. Dây đeo đây các bạn. Tay cầm. Tay ga bóp nha. Tay ga bóp. Có công tắc luôn nha các bạn. Tay ga bóp có công tắc luôn. Đây. Đẩy lên là chạy nha, on. Kéo xuống là off, stop á. Này ghim ga tùy thích mình để điều khiển cái tay ga bóp này cho nó lớn nhỏ tùy ý mình nha. Đấy, đẩy lên thì nó nhỏ, kéo xuống là nó lớn. Rất là đã luôn. Chờ chút nó cho nó lấy nét lại nha. Nó lấy độ nét lại. Rất là đẹp phải không các bạn? Quá đẹp luôn. Các bạn nhìn xem láp lên. Láp. Mình ở miền Tây mình kêu bằng láp á các bạn. Ở miền Tây mình thân quen miệng mình gọi là láp. Không lấy nét được các bạn, mình cầm rung nó không lấy nét được, thành ra nó không có đẹp.
toàn sử dụng đó các bạn. Tối thiểu phải 15 mét cách xa đám đông nha các bạn. Cách xa đám đông 15 mét cho nó an toàn. Các bạn thấy chăn cỏ. Máy mình cũng bắp lắm. Mà mình miễn mình cầm rung là nó không lấy đồ nét được các bạn. Thật ra là máy rất là đẹp luôn. Nguyên zin đó, ở bãi về nè các bạn. Lưỡi này nó cũng hơi xét rồi, mình có chà chà số dây nhám cho nó đỡ đỡ ra, nó xét lắm các bạn. Đồ thép đó, nó gặp mưa nắng là nó xét dữ lắm. Các bạn thấy không? Rất là khít khao, không có dính cỏ. Đây các bạn không biết xem rõ không đó, thấy không, ở dưới phần dưới đó các bạn, rất là an toàn, rất là đẹp luôn. Có bảo vệ cái con ốc cho mình dễ tháo ra các bạn. Đặc biệt Echo là 7 khía nha các bạn. La Nia 7 khía. Đầu trên, đầu dưới gì cũng 7 khía hết. Các bạn thấy không? Chụp buri không là thấy cái đã. Chụp kính mít luôn, rất là đẹp luôn. Nghe gió nè. Để cho mình các bạn khám phá. Để tin luôn các bạn. Ít có lắm nha các bạn. Ít có được hàng đẹp gì lắm chứ không phải có nhiều đâu. Rất là ít. Lâu lâu mình mới gặp được một cái con nó đẹp xuất sắc gì. Rồi giờ mình khởi động cho các bạn xem nha. Nó không phải xuất sắc về độ mới không đâu, mà nó lại xuất sắc về cái bộ chế hoạt khí, cái bình xăng con carburetor đó các bạn. Carburetor kêu theo tiếng Pháp, kêu theo bình xăng con thì kêu theo tiếng của miền Nam mình. Nếu mà ai văn qua một chút thì kêu bằng chế hòa khí. Chế hòa khí thì nó hơi tối nghĩa một chút. Nhiều khi mình không biết chế hòa khí là gì. Chế hòa khí có nghĩa là nó vô đó nó trộn không khí và nhiên liệu đó các bạn. Một hệ thống trộn không khí và nhiên liệu để cung cấp máy, gọi tắt là chế hòa khí. Carburetor là tiếng Pháp đó các bạn, cũng là chế hòa khí, cũng là bình xăng con. Cái này mình phân biệt là bình xăng này bình xăng lớn đó các bạn, cái này là bình xăng con vậy thôi. Rồi giờ mình sẽ khởi động thử cho các bạn xem nha, coi độ bốc nó cỡ nào nha. Rất là mạnh, 2326, dòng này là 2326 đó các bạn, chạy rất là dữ luôn. Mình đầu tiên mình cũng phải nhớ mở công tắc nha các bạn, bơm xăng nha, đóng e, nhưng mà này giờ mình làm sẵn hết rồi. Nói rớt, nó vụt có xúc kết đây. Mình tắt nó không tắt. Bây giờ mình khởi động lại cho các bạn xem nha.
trợ lực các bạn, giật rất là nhẹ nhàng, không cần dùng. Nếu các bạn nào mà thích tinh chỉnh á, nếu các bạn nào thích tinh chỉnh á, mình sẵn đây mình chỉ cho các bạn chỉnh một cái bình xăng hai kim nha các bạn. Đây là chỉnh tốc độ cao nha các bạn, đây là chỉnh tốc độ thấp, đây là chỉnh guarantee. Mình xin nhắc lại nha, đây là chỉnh tốc độ cao. Khi cái máy chạy tốc độ cao không đạt, mình cảm thấy mình không thích tốc độ cao đó thì mình chỉnh tốc độ cao nha các bạn. Còn đây là khi mà chạy ga nhỏ không được thì mình chỉnh con này nha các bạn. Chỉnh ga nhỏ, chỉnh ga galanti. Nếu mà chạy nó tắt hoài, bớt xuống nó tắt hoài hoặc là bớt xuống nó còn chạy lớn là chỉnh con này nha các bạn. Con này mình hiệu chỉnh xương lại cho nó thiệt đã nha các bạn. Chủ yếu là con này. Con này chỉ phụ thôi. Con này á là nó vô càng sâu á là càng ăn xăng đó các bạn. Con này vô càng sâu càng ăn xăng. Vô càng cạn á. Nó mà mình dặn cái con ganti này quá cạn mà nó chạy ganti mới được thì nó sẽ thiếu xăng đó các bạn. Còn con này thì ganti tắt hoài hoặc là giật không nhạy là chỉnh con này nha các bạn. Còn chạy tốc độ cao mình hét máy lên mà nó hét quá hoặc là nó không hét thì mình sẽ chỉnh con này nha các bạn. Rồi đơn giản thôi, mình nói hoài các bạn không nhớ đâu, các bạn phải thao tác các bạn mới nhớ. Mình nói hoài các bạn nghe các bạn không nhớ. Khi mà các bạn lấy cái máy ra, khi cái máy mình chưa hư nha các bạn, mình nhắc lại, khi cái máy mình còn rất là êm, mình sẽ lấy ra, mình thử, mình tập. Đừng chờ tới cái máy hư nha các bạn. Nếu mình chờ cái máy hư, mình sẽ mù tịt, mình không biết làm đâu các bạn ơi. Khi cái máy mình còn rất là ngon, còn rất là đã, mình lấy ra mình tập thì nó mới đạt. Còn mình đợi cho cái máy mình hư là mình không tập được các bạn, mình không học sửa được các bạn. Các bạn muốn khám phá để sau này cái máy nó có hư cái gì mình sửa chữa thì ngay bây giờ, ngay khi cái máy mình chưa có trở ngại thì mình sẽ khám phá trước đi. Đợi đến khi cái máy hư mình sẽ không biết để khám phá đâu các bạn. Tại vì lúc đó nó mình chả biết nó hư chỗ nào. Nên khi các bạn muốn tập sửa thì khi cái máy của bạn còn đang trong tình trạng rất tốt, các bạn lấy ra các bạn thao tác thì nó sẽ thành thục. Nha các bạn, nhớ kỹ điều đó, không chờ đến cái máy hư mới lấy ra dọc. Thì các bạn khi hư đó, khi cái máy hư các bạn không biết đường để mà dọc. Các bạn muốn dọc thì khi cái máy còn đang tình trạng rất là tốt thì các bạn lấy ra dọc đi. Dọc tới chừng nào thuần thục. À, cái máy lúc êm, lúc chạy tốt nó sẽ thế này, thế này, thế này. Thì khi cái máy mình hư nó có cái gì không phải thế này nữa là nó hư. Chứ không phải đợi cái máy hư rồi mình mới lấy ra dọc dạo là các bạn làm vậy sẽ rất là lâu thành thục. Còn mình hướng dẫn các bạn muốn làm cho mau thành thục phải lấy cái máy hư. Đó là phải lấy cái máy còn đang tình trạng rất tốt mình khám phá mình mới học được nhanh. Xin mến chào các bạn nha. Video mình đến đây là kết thúc rồi. Xin mến chào.
Nếu ai có nhu cầu thắc mắc thì xin gọi đến số điện thoại 0765 959 958. Xin mến chào nha.